Sao lại bán xe của em? À, thằng em anh nó vay tiền mà tạm thời anh chưa xây được. Tao cần tiền là em mang xe của em đi bán. Còn em là cái gì? Em là cái gì của anh? Trời ơi, nó là em anh mà. Anh không giúp nó thì ai giúp? Rồi bây giờ em đi làm đi bằng cái gì? Em chịu khó đi với bạn một thời gian đi, được không? Tại sao em đổi việc em trai của anh? Em trai của anh á, ngày nào cũng đi làm trễ, về thì lại sớm. Một tháng nay vô đây làm, không hề chịu làm bất cứ một cái gì. Quản lý nói cũng không nghe, em cũng bó tay rồi đó. Ủa, tôi có chị dâu như chị để làm gì? Tháng sau tôi cưới rồi đó, chị định tặng quà gì cho tôi? Quà thì chuẩn bị rồi đó. Quà em tính chuẩn bị cho nó là bao nhiêu? 10 triệu 100 100 triệu? Anh nghĩ sao vậy? Công ty em đang khó khăn, anh còn mang xem đi bán. Bây giờ đào đâu ra 100 triệu mà đưa? Cô nhiều tiền như thế mà em trai tôi cưới á, cô không bỏ được 100 triệu hả? Cô ích kỷ vừa thôi. Em ích kỷ sao? Em nhiều tiền sao? Công ty khó khăn, anh không giúp đỡ được em một chút thì thôi. Nếu như không phải nhờ tôi quen biết, nhờ tôi xin việc cho em á, thì em có được ngày hôm nay không? Anh nói anh xin việc cho em hả? Ok, nhờ anh xin việc cho em. Nếu như em không cố gắng thì sẽ không có ngày hôm nay. Và bây giờ á, em lo cho anh, lo cho gia đình, lo cho ba má. Giờ đến thằng em trai của anh cưới, em cũng phải lo nữa. Trước giờ anh chửi em á, để em nhịn. Do em biết anh là chồng của em, còn bây giờ nó vượt quá giới hạn rồi. Anh và em trai của anh ra khỏi đây đi. Còn cậu á, tôi không cần biết cậu làm bằng cách nào, nhưng trong chiều nay, thì mang xe về đây cho tôi.